Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình đã góp nhận 3 token in trên sàn Binance nha tất cả các bạn. Một token in của khoảng 2 đô, 3 token khoảng 6 đô. Để tham gia giá hôm nay mình clip phần link mô tả của mình đăng ký một cái tài khoản trên CoinMarketCap nha các bạn. Và đăng ký sàn Binance và các bạn KYC level 2 nha tất cả các bạn. Rồi các bạn nhấp vào link mở sự kiện nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào link mở sự kiện nha tất cả các bạn. Phan để mình chờ mình chút xíu. Thì nó ra một cái như vậy, như vậy thì các bạn chỉ việc lướt xuống người ta các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một tắt quyết the and in một in token nè bạn. Các bạn bấm vào nút tắt the quyết nha bạn để trả lời các câu hỏi của nó nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một mũi tên đi tiếp tục nha bạn. Rồi các bạn nhấp vào lướt captcha. Các bạn chờ chút xíu nha bạn. Các bạn lướt cấp trang nha bạn. Rồi các bạn muốn tiếp tục nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn trả lời một cái câu hỏi nha các bạn. Rồi các bạn chọn vào ID the CoinMarketCap nha bạn, dòng đầu tiên nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn đăng ký điền lại một cái email các bạn đăng ký trên tài khoản CoinMarketCap nha các bạn. Rồi các bạn muốn tiếp tục nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bắt cái ID Binance nha các bạn, thì các bạn nhấp vào sàn Binance này các bạn. Thì các bạn nhấp vào đầu người của mình nha các bạn. Thì các bạn sẽ gặp UDID mình đây nha các bạn. Các bạn copy cái ID như này các bạn. Rồi các bạn sao chép lên nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bắt gửi cho nó các bạn. Rồi các bạn nút tiếp tục nha các bạn. Rồi đây thì câu hỏi mình chuẩn bị câu hỏi cho tất cả các bạn nè. What is the total supply of một in token? Cái này nó hỏi tổng cung cái gì? Thì các bạn, câu hỏi thì mình trả lời các bạn hoặc các bạn join group vào kênh group Telegram của mình nha các bạn. Cái channel của mình chứ. Thì câu hỏi nó what is the total tổng cung của token này là bao nhiêu thì các bạn nhấp vào chọn vào câu trả lời nha các bạn. 15 triệu token. Rồi các bạn bắt up nữa các bạn. Rồi bạn bấm tiếp tục nha bạn. Rồi đây thì hồi chọn đáp án thì what is the name of in. Thì nó hỏi là what is total supply of the what the name of in thì các bạn trả lời là Andromatamat ARTX nè các bạn. Các bạn nhớ chữ số cuối thôi các bạn. Nè, thì các bạn chọn cái này các bạn. Rồi các bạn tiếp tục thì một in 18 thì các bạn nhấp qua các bạn lần lượt các bạn. Và đến thì các bạn chọn vào ETH Robin. Rồi các bạn cho nó bán này nha các bạn. Rồi các bạn tiếp tục nha các bạn. Send một series 1 inco and thì các bạn nhấp vào tiếp tục nha các bạn. Thì các bạn chọn vào Brochi. À lộn rồi bạn. Send gì ta đó. Đáp án gì ta? À, thì các bạn chọn vào đáp án là Brochi nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào nha các bạn. Tiếp tục hoài nha các bạn. Đây 22 32 42 28 thì các bạn mở ra bạn coi nha các bạn. Này thì các bạn chọn 42 nha các bạn. 10 triệu D 42. Rồi 10 triệu USD thì chữ gì ta? Khoan các bạn tiếp tục nha bạn. Thì đáp án là Ruthenman nè các bạn. Ruthenman. Rồi các bạn. Tiếp tục thì một in Montewap. Thì các bạn tiếp tục lần lượt hoài nha các bạn. 10 triệu USD thì Ruthenman Supreme in and. Rồi các bạn chọn mắt finer các bạn. Đây cái câu hỏi mình sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho tất cả các bạn nha các bạn. IDND Chila tiếp tục.
Hồi nãy là bachiner các bạn, các bạn. Rồi các bạn chỗ nào đáp án này các bạn, thì đáp án này mình có để giờ mình chuẩn bị kỹ lưỡng cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn submit. Vì mình đã tăng trên Telegram nó không phân tích ra gõ ra câu hỏi. Rồi các bạn bấm submit. Tôi không phải là người máy nha các bạn. Một token, một in đã listen rất là nhiều sàn các bạn, như sàn Binance. Tùm lum hết nhiều sàn các bạn. Câu hỏi mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tất cả các bạn để dưới phần link mô tả nha các bạn. Các bạn chỉ việc nhấp vào mà coi mà trả lời cho tất cả các bạn. Rồi các bạn, thì sau khi các bạn nhấp vào tôi không phải rồi, các bạn bấm vào nút submit room là xong nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng hướng dẫn các bạn tham gia chuyện góp từ sàn Binance đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.